nay là bao nhiêu ngày ta? Bữa mình phun tới giờ hả? Không, cái bên thời điểm mình gieo xạ tới giờ á. À, 7 mấy ngày. 7 mấy ngày đó hả? Là mấy ngày mình cắt? Chắc được cũng 80 ngày á. Thì bữa hổm mình có phun cái giải pháp Ronotiva á. Thì cái giải pháp đó thực ra là cái Titanis cộng với cái Cacumin. Thì mình khi mình phun á, anh đánh giá hai cái thuốc này như thế nào? Tôi mà tôi thấy hai cái thuốc này cộng với tịch thì thấy cái lá đài nó đứng nè. Một là đứng là hai thấy độc tố nó tán nè. Cái cự hổm mình phun là chỗ lẹp xẹp. Chỗ lẹp xẹp. Và cái khả năng chỗ của nó so với cái miếng ruộng không phun cho anh. Nó chỗ lẹ hơn. Cái khi mình phun cái cử mà chỗ đều. Phun cử chỗ đều thì tôi thấy là cái cử chỗ đều á là thấy cái lá đồng nó còn giữ nè, như bên này là như một giống đó là cái lá đồng bên này là nó mất tiêu hết rồi. Còn bên này vẫn còn giữ lá đồng mà. Bên đây xạ lượt mình thôi. Không, cái này trước. Trước hả? Nhưng mà lọc cái loại giống này là nó chỗ là mất lá đồng á. Nhưng bên đây cái lá vàng lá nó còn. Bên này vàng lá nó còn. Còn cái vấn đề vi khuẩn sao anh? Vi khuẩn thì ít lắm. Khi đó là cái bơ hổm mình phun là cái liều sao ta? Mình phun bơ hổm là hình như là 25cc thằng Titanic thằng này nè. Dạ. Còn thằng này thì 100. 200. Mới 100. Tội là 200. Ờ, trước 200 hả? Trước 100 mà. Này thì 25. Là hai cử luôn. Cử sau thì cái này cũng tôi để 30. Một chai 3 bình, như thế này thì thằng Casimir thì một chai 2 bình. Còn cái cử thứ ba? Cử thứ ba thì Casimir cũng chai 2 giống vậy. Tại vì công ty thường khuyến cáo mình phun chỉ hai cử thôi là chỗ lệch sẹt chỗ đều. Còn cái cử thứ ba anh phun để làm gì? Phun để cho nó vô hạt cho nó tốt, tại vì nó cho nó giữ cái lá xanh nè, nó vô hạt tới cổ á. Lá đài. Nhưng mà sau này anh thử anh quan sát thử á, là khi mình thấy thì những cái chẽn mà ở ngoài cùng này nè là tới lúc mà mình cắt luôn nó không bị khô. Không bị khô thì cái hạt lúa mình lúc nào nó cũng no hết. Dù cho gì vậy, vì lý do gì đó mà cắt trễ một hai ngày gì đó thì nó vẫn không bị nhót, không bị mất cái độ nước nó cao. Dạ. Cái này nó giữ cái vàng lá, giữ cái vàng lá và bởi vì nó vô không, là giờ vô gạo. Mình thấy trước mắt là nó giữ vàng lá nè. Dạ. Lá cờ thấy đứng nó đẹp nè. Nhưng mà bởi vậy nếu mà mai mốt mình cắt á là mình phải coi bông, coi lá. Đúng không rồi. Chín nè. Cái lá chi mà nó chín là nó sẽ màu mà chanh chứ nó không có vàng gom giống như cái lúa khác. Đúng rồi. Thì phải coi bông chín cắt được rồi. Tại vì cái mình có cái thói quen á là mình phải coi lá nó vàng hết mới cắt. Mai mốt mình đánh giá năng suất thử coi. Nếu mà anh thử so cái miếng mình với cái miếng không phun á, cái anh vàng bông này đánh giá năng suất sao? Thấy là nó cao hơn, tại vì tôi có thử một miếng bên kia là một con tầm lớn. Nhưng mà nó đạt là trên 1 tấn á. Trên tấn luôn. Cả tấn mốt á. À. Và cái giống này là đó giờ là chưa có đâu nha. Chưa có tấn hả? Ờ. Nhưng mà đối với cái mùa hè thu này, mùa mưa này đó là thường thường nó khoảng bao nhiêu ký? Thường thường là cỡ 500-600 ký à. 600 ký. Có năm nay nó hơi trúng hơn. Con tầm lớn kia bằng tấn mốt luôn. Ừ. Vậy là quá êm. Nhưng mà kia thì giống 24. Giống 24. À, này 24 là chưa có mà chưa có ai mà đạt năng suất được cao gì đó. Cái đó thì tôi xịt một chai này có 2 bình mà. Là cái cây xung bên phun 2 bình thôi. Cái này có 2 bình luôn. Phun liều cao đấy. Tại vì một công đó mình thử mà. Cái này mình xài khoảng 4 bình là đạt rồi. Nó tăng liều rồi. Đây có đại lý người ta công nhận luôn nè, không phải là nói đâu, nó coi ruộng mỗi ngày đó. Mình là thấy khác người ta liền luôn á. Hồi lúc cấy ra ai cũng cười hết trơn, nói cái vàng lúa là không có mạ dặm luôn á. Nè que. Nhưng mà cuối cùng á lá xanh nhưng mà hột chín đỏ rực kia đó. Nhưng mà vàng lá còn xanh. Hột của sáng đẹp lắm. Là cái miếng cũng phun 3 cử. Không, phun cái đó 2 cử Không, cái chỗ kia hình như có 2 cử. 2 cử à. 2 cử mà nó ngon vậy rồi. Cử đầu á là tôi phun có một bình có 25c à, nó chỗ lạc sạc á. Cái chừng nó chỗ hết tôi vứt một chai 2 bình luôn. Thì ban đầu người ta của thằng Thanh tao quất một công hơn, người ta quất một chai, với tôi ban đầu tính có 2 chai à. Rồi sau này phải tăng liều thêm một chai nữa mới được, không thôi là ngã màu thua người ta.
với lại cái vấn đề cái hạt khi chín đó, là nó sẽ chín đều chứ nó không chín vô, và cái bông cái màu nó vẫn sáng, thì như vậy thì mình sẽ bán được giá hơn. Anh thấy nè, đây gần như là vô một lượt. Trong mấy trong này cũng bắt đầu cứng rồi nè. Thông thường những cái thuốc khác thì mình xài là nó trong này là đầu này là chưa thấy chưa có. Thì khi nó chín là chín được hết, mình cắt thì sẽ không. Đó là một trong những nguyên nhân tăng năng suất đó. Với bây giờ cái miếng này là chỗ ngày bão nè. Mà thấy rằng quá gì con. Chỗ ngày bão mà bông đẹp vậy thôi chứ. Là cái đợt đó là ngay đợt bão vô ha. Bão vô đó. Thấy dấu bị khuẩn có bên kia rồi.